Lịch sử toàn thư xin được kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành và mạnh khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, video ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung chính sau đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mở chiến dịch Huế, Đà Nẵng, một quyết định sáng suốt và kịp thời. Chiến dịch Tây Nguyên giành thắng lợi to lớn đã tạo ra thời cơ chiến lược giải phóng hoàn toàn miền Nam. Ngay sau khi chiến thắng Buôn Ma Thuột, việc mở chiến dịch Huế, Đà Nẵng là một quyết định hết sức sáng suốt và chính xác của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương. Trước và sau trận Buôn Ma Thuột, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương làm việc liên tục và theo dõi sát sao diễn biến trên chiến trường và tình hình quốc tế. Ngay trong ngày 11 tháng 3 năm 1975, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã họp để nghe Bộ Tổng Tham mưu báo cáo về trận Buôn Ma Thuột và trao đổi ý kiến về hướng phát triển của chiến dịch Tây Nguyên. Tại cuộc họp này, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã nhận định chiến thắng Buôn Ma Thuột đã diễn ra nhanh gọn, các nhân tố mới đã và đang xuất hiện và nhận định này đã kịp thời thông báo đến cấp chỉ đạo, chỉ huy các chiến trường khu 5, B2, Chỉ Thiên, quân đoàn 2. Ngày 13 tháng 8 năm 1975, Bộ Chính trị mở cuộc họp quan trọng. Trên cơ sở nhận định tình hình, Bộ Chính trị thấy rằng thời cơ cuộc tổng tiến công đã tới. Sự suy sụp của quân Mỹ trên chiến trường là cơ bản và Mỹ không còn khả năng can thiệp vào miền Nam Việt Nam được nữa. Ta cần chuẩn bị khẩn trương tiến công vào Đà Nẵng, Tây Nguyên, Đà Nẵng, Sài Gòn là ba đòn tấn công chiến lược. Phân tích đầy đủ các yếu tố về địch và ta, nhận định chính xác cục diện trên chiến trường. Bộ Tư lệnh khẳng định, thời cơ chiến lược đã tới, cuộc tiến công chiến lược của ta đã bắt đầu, có nhiều khả năng ta giải phóng Sài Gòn trong tháng 5 trước mùa mưa và quyết định thành lập Bộ Chỉ huy Chiến dịch Huế, Đà Nẵng. Về chiến dịch Huế, Đà Nẵng, Đại tướng Chu Huy Mân, chính ủy chiến dịch kể lại. Thực tế trên chiến trường và lịch sử ghi lại cho thấy, do diễn biến quá nhanh, Bộ Tư lệnh và Đảng ủy chiến dịch chưa gặp mặt nhau thì chiến dịch đã kết thúc thắng lợi. Tình hình đó, về phía địch, tướng Ngô Quang Trưởng, Tư lệnh Quân khu 1 kiêm Tư lệnh Quân đoàn 1 ngụy, trong một ngày hò hét đến mấy lần trên đài phát thanh cương quyết tử thủ Đà Nẵng. Lực lượng địch dồn về Đà Nẵng ước độ khoảng 10 vạn tên gồm đủ các sắc lính. Cũng có tin có thể quân Mỹ sẽ nhảy vào Đà Nẵng để cứu vãn tình thế vào giờ chót. Về phía ta, ngay sau khi có quyết định thành lập Bộ Tư lệnh và Đảng ủy Chiến dịch Huế, Đà Nẵng, tôi và anh Lê Trọng Tấn, Tư lệnh Chiến dịch, lúc đó ở cách xa nhau hàng trăm cây số. Tôi ở Thanh Quýt, quê anh Trỗi, anh Lê Trọng Tấn ở Huế. Qua điện đàm phán, chúng tôi trao đổi và nhanh chóng đi đến thống nhất, khẩn trương truy kích, kiên quyết đánh địch trên đường hành tiến, tiêu diệt và đánh tan rã các đơn vị của địch, không để chúng kịp co cụm. Nếu để địch co cụm khoảng 2 trung đoạn thôi thì ta đột phá sẽ tốn nhiều sức lực. Tiêu diệt, làm tan rã và chặn đứng không cho địch chạy về Sài Gòn. Thống nhất rồi, mỗi người một cánh quân, cứ thế mà thực hiện. Tôi lệnh cho sư đoàn 2 do anh Nguyễn Trâm chỉ huy xông pha đường lớn truy kích địch. Gặp mỗi điểm kháng cự, chỉ có thể một tiểu đội lại vây hãm. Đại quân cứ tiến thẳng vào Đà Nẵng. Cách đánh ấy làm cho quân địch vốn đã hoang mang lại càng thêm sợ hãi, hoảng loạn. Cùng cách đánh với sức mạnh thần tốc như vậy, cánh quân phía Bắc dọc theo quốc lộ 1 tiến rất nhanh. Đến trưa ngày 29 tháng 3, bộ đội quân đoàn 2 và bộ đội quân khu 5 hội quân tại tọa chính thành phố Đà Nẵng. Tiếp đó, một lực lượng của quân đoàn 2 tiến vào giải phóng bán đảo Sơn Trà. Một lực lượng của quân khu 5 tiến xuống đánh chiếm khu vực Non Nước. Đám tàn quân ngụy đông như kiến tháo chạy về sân bay nước mặn. Hơn 20 tàu chiến Mỹ đã gán thả hàng trăm xuồng địch lao vào bờ rồi đánh tàn quân đi. Pháo binh của ta lập tức được lệnh bắn chặn. Tàu chiến Mỹ phải rút ra khơi, hơn 10 vạn lính ngụy dồn về Đà Nẵng tan rã tại chỗ. Chiến dịch tấn công Huế, Đà Nẵng có nét độc đáo riêng so với các chiến dịch tấn công khác trong mùa xuân năm 1975. Đó là các bước phát triển tất yếu của cuộc chiến tranh cách mạng kéo dài mấy chục năm của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Việc Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định mở chiến dịch Huế, Đà Nẵng vào lúc đó là rất sáng suốt và chính xác. Cùng với chiến dịch Tây Nguyên, thắng lợi của chiến dịch Huế, Đà Nẵng đã tạo nên chuyển biến lớn về so sánh lực lượng chiến lược có lợi cho ta, tạo điều kiện giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam. Video của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để nhận những video mới hữu ích nhất. Ban biên tập xin được kính chúc quý vị luôn vui vẻ và an lành. Xin chào và hẹn gặp lại!